Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ca kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Năm ngày một kiếp khởi tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên tùy tụng hồi tọa Như Lai nghìn nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 4, phẩm 3, tập hợp tất cả pháp Phật phần 3. Bây giờ thánh giả là Bồ Tát Bạch Đại Tuệ Bạch. Bạch Thế Tôn, như Đức Thế Tôn giả nói, 12 nhân chuyên từ nhân sinh ra quả. Giả nói tự tâm vọng tưởng phân biệt, thấy sức lực mà sinh ra. Bạch Thế Tôn, nếu vậy ngoại đạo cũng nói từ nhân sinh ra quả. Bạch Thế Tôn ngoại đạo nói rằng, từ nơi tự tánh, khi trời tự tại do khi trần sinh ra tất cả pháp. Đức Như Lai cũng nói tương nương vào nhân duyên mà sinh ra các pháp. Mà nói mà chẳng nói có pháp tự kiến lập. Bạch Thế Tôn ngoại đạo cũng nói từ nơi có không mà sinh ra các pháp. Đức Thế Tôn nói rằng, các pháp vốn không, nương nhân duyên mà sinh rồi trở lại diệt. Đức Thế Tôn nói từ vô minh chuyên hành cho đến hữu. Đưa vào nhãn thức sẽ ra tất cả pháp. Như Đức Thế Tôn nói thì cũng có các pháp không có nhân mà sinh. Vì sao? Vì chẳng từ nhân sẽ ra một lúc, không sẽ ra trước sau. Cho nhân pháp này sẽ ra pháp này. Đức Thế Tôn nói tự nói đưa vào nhân hư vọng mà pháp sinh ra. Pháp này chẳng phải theo thứ lớp sinh ra. Nếu vậy thì ngoại đạo nói pháp hơn Đức Như Lai sao? Vì sao bà Thế Tôn? Vì ngoại đạo nói nhân không nhân chuyên có thể sinh ra quả. Đức Như Lai nói, nhân của pháp cũng đương vào quả, quả cũng đương vào nhân. Nếu vậy thì nhân chuyên, không nhân, không quả. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì nhân quả đó đây đắp đổi không cùng. Thế Tôn nói rằng, từ pháp này sinh ra pháp kia. Nếu vậy thì không nhân sinh ra pháp. Đức Phật bảo thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ. Này Đại Tuệ, ta nay sẽ nói nhân pháp này sinh ra pháp kia, chẳng đồng với sự kiến lập nhân quả của ngoại đạo. Pháp không nhân cũng từ nhân sinh ra. Còn ta chẳng như vậy, ta nói các pháp từ nhân duyên sinh, chẳng phải không nhân duyên, cũng chẳng tạp loạn, cũng không lỗi đắp đổi vô cùng. Vì sao? Vì do pháp không có năng thủ sở thủ. Này Đại Tuệ, ngoại đạo chẳng biết tự tâm thấy nên chấp trước pháp năng thủ sở thủ, chẳng biết rõ chỉ tự tâm thấy pháp cả trong lẫn ngoài. Này Đại Tuệ, các ngoại đạo kia chẳng biết cảnh giới bên trong của tâm mình nên thấy vật có không. Vậy nên ngoại đạo có lỗi như vậy chẳng phải lỗi của ta. Ta thường nói rằng nhân duyên hòa hợp và sinh ra các pháp, chẳng phải không có nhân sinh ra. Bồ Tát Đại Tuệ lại nói, Bạch Thế Tôn, có ngôn ngữ để nói thì lẽ ra có các pháp. Bạch Thế Tôn, nếu không có các pháp thì lẽ ra chẳng có lời, chẳng nói lời nói. Bạch Thế Tôn, vậy nên nương vào lời nói lẽ ra có các pháp. Đức Phật bảo, này Đại Tuệ, cũng có và không có các không có pháp mà nói lời nói, như sừng thỏ, lông rùa, thạch nữ có con ở trong thế gian mà có lời nói. Này Đại Tuệ, sừng thỏ đó chẳng phải có, chẳng phải không mà nói lời nói. Này Đại Tuệ, ông nói do có lời nói nên có các pháp thì nghĩa này đã bị phá. Này Đại Tuệ, chẳng phải tất cả cõi Phật đều dùng ngôn ngữ để nói pháp. Vì sao? Vì các ngôn ngữ chỉ là tâm người phân biệt mà nói. Vậy nơi này Đại Tuệ, cõi nước Phật chỉ nhìn thẳng không chớp mắt, miệng không phát ra lời nói gọi là nói pháp. Có cõi nước Phật thì hiện tướng của người đó gọi là nói pháp. Có cõi nước Phật chỉ nhướng mày gọi là nói pháp. Có cõi nước Phật chỉ nháy mắt gọi là nói pháp. Có đất nước Phật chỉ cười gọi là nói pháp. Có cõi nước Phật chỉ ngáp gọi là nói pháp. Có cõi nước Phật chỉ tằng thắng gọi là nói pháp. Có cõi nước Phật chỉ niệm gọi là nói pháp. Có đất nước Phật thân mạng gọi là nói pháp. Nên Đại Tuệ, như thế giới vô thuấn và thế giới chúng hương, ở chỗ Đức Phổ Hiền Như Lai ứng cho biến tri, hàng Đại Bồ Tát ở đó quan sát Như Lai không hề chớp mắt, thì đạt được pháp nhẫn vô sinh, cũng đạt được vô lượng pháp tâm muội thù thắng. Vậy nơi này Đại Tuệ, ông chẳng được nói rằng có ngôn ngữ để nói nên có các pháp. Này Đại Tuệ, Như Lai cũng thấy tất cả loài chúng sinh trong các thế giới như vi, trùng, mũi, mồng, ruồi, nhạn, v.v. chẳng nói ngôn ngữ mà cùng nhau hoàn thành công việc của mình. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ, như hư không sừng thỏ và thạch nữ sinh con, không mà có ngôn ngữ, như vậy phân biệt xu. Pháp nhân duyên hòa hợp, ngu si sinh phân biệt, chẳng biết pháp như thật, xoay vần trong ba cõi.
Bây giờ Thánh giả đã Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói pháp là thường, cho nếu vào những pháp gì mà nói những lời như vậy? Đức Phật bảo Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, nương vào pháp mê hoặc ta nói là thường. Vì sao Đại Đại Tuệ phi bậc thánh cũng thấy pháp mê hoặc của thế gian chẳng phải là tâm điên đảo? Đại Đại Tuệ với như loáng nắng, vầng lửa, vầng sáng thành khe thất bà, huyễn mộng, trăng trong nước, hình tượng trong gương. Người thế gian chẳng phải bậc trí tuệ thì thấy có các hình tượng, thấy điên đảo vậy. Người có trí tuệ thì chẳng sinh ra phân biệt, chẳng phải chẳng thấy sự việc mê hoặc đó. Này Đại Tuệ, người có trí tuệ thì thấy vô số việc mê hoặc kia, chẳng sinh tâm cho là thật. Vì sao bị liệt khỏi pháp có không vậy? Đức Phật là bảo Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, pháp mê hoặc lìa khỏi có không là sao? Nghĩa là những phàm phu ngu si thấy có đủ loại cảnh giới, như những ngạ quỷ thấy biển cả sông Hằng, thì thấy nước mà chẳng thấy. Này Đại Tuệ, pháp mê hoặc này thì chẳng được nói có, chẳng được nói không. Này Đại Tuệ, còn chúng sinh khác thì thấy đó chính là nước, nên chẳng được nói không. Này Đại Tuệ, việc mê hoặc cũng lại như vậy, do các thánh nhân lìa khỏi các thấy điên đảo. Này Đại Tuệ nói rằng pháp mê hoặc là thường, là do sự sai biệt của tưởng vậy. Này Đại Tuệ, do pháp mê hoặc nó thấy đủ loại tướng mà pháp mê hoặc chẳng phân biệt sự sai biệt nào khác. Vậy nên này Đại Tuệ, pháp mê hoặc là thường. Này Đại Tuệ, sao pháp mê hoặc là mà gọi là thật? Do các thánh nhân ở trong pháp mê hoặc chẳng sinh tâm điên đảo, cũng chẳng sinh tâm chân thật. Này Đại Tuệ, các bậc thánh thấy pháp mê hoặc đó khởi lên chút ít tâm tưởng, chẳng sinh ra sự tướng của thánh trí. Này Đại Tuệ, khởi lên chút ít tưởng thì đó gọi là phàm phu, chẳng phải gọi là bậc thánh. Này Đại Tuệ, phân biệt pháp mê hoặc đó là điên đảo, chẳng phải là điên đảo. Nó có thể sinh ra hai tánh, nghĩa vậy là hai. Một, có thể sinh ra tánh phàm phu. Hai, có thể sinh ra tánh thánh nhân. Là Đại Tuệ, tánh thánh nhân đó là có thể sinh ra ba tánh sai biệt, đó là tánh sai biệt về cõi nước của Thanh Văn, Bích Chi Phật và Phật. Này Đại Tuệ, pháp phàm phu ngu si phân biệt mê hoặc là gì mà có thể sinh ra tánh thánh Thanh Văn thừa đó? Này Đại Tuệ, đó gọi là chấp trước mê hoặc pháp tự tướng, đồng tướng kia thì có thể thành thánh Thanh Văn, tánh Thanh Văn thừa. Này Đại Tuệ, đó gọi là pháp mê hoặc có thể sinh ra, có thể thành tánh thừa Thanh Văn. Này Đại Tuệ, phàm phu ngu si phân biệt mê hoặc pháp là gì mà có thể sinh ra tánh thừa Bích Chi Phật đó? Này Đại Tuệ, đó là chấp trước mê hoặc pháp đó, quan sát tự tướng đồng tướng của các pháp mà chẳng ưa ồn náo thì có thể sinh ra tánh thừa Bích Chi Phật. Này Đại Tuệ, đó gọi là pháp mê hoặc có thể sinh ra, có thể thành tánh thừa Bích Chi Phật. Này Đại Tuệ, bậc trí liền phân biệt pháp mê hoặc đó có thể sinh ra tánh Phật thừa là gì? Này Đại Tuệ, là gọi sự thấy về năng kiến sở kiến, đó chỉ là tự tâm mà chẳng phân biệt pháp có không. Này Đại Tuệ, như vậy quan sát pháp mê hoặc có thể sinh ra, có thể thành tánh Như Lai thừa. Này Đại Tuệ, như vậy gọi là nghĩa của tánh. Này Đại Tuệ, thế nào là tất cả phàm phu ngu si, tức là phân biệt pháp mê hoặc đó, thấy đủ thứ việc, có thể sinh ra tánh thừa của thế gian? Do quan sát các pháp như vậy, quyết định chẳng sai khác, nên vậy nên này Đại Tuệ, pháp mê hoặc đó, cái phàm phu ngu si hư vọng phân biệt đủ loại pháp thể. Này Đại Tuệ, mê hoặc pháp đó chẳng phải là việc thật, chẳng phải là việc chẳng thật. Vì sao này Đại Tuệ, vì bậc thánh quan sát pháp mê hoặc đó mà chẳng hư vọng phân biệt, vậy nên bậc thánh có thể chuyển biến tâm ý ý thức thân tướng để khỏi sự tích tập phiền não. Vậy nên bậc thánh chuyển pháp mê hoặc đó gọi là chân như. Này Đại Tuệ, pháp này tên là gì? Này Đại Tuệ, đây gọi là pháp chân như, pháp lìa phân biệt. Này Đại Tuệ, vì nghĩa này nên ta một lần nữa tuyên nói pháp thể chân như, pháp lìa phân biệt, trong chân như đó không có pháp hư vọng phân biệt kia. Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Bồ Tát Tôn, pháp mê hoặc kia là có hay không? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, pháp mê hoặc kia chấp trước đủ loại tướng nên gọi là có. Này Đại Tuệ, pháp mê hoặc kia ở trong vọng tưởng, nếu là có thì tất cả bậc thánh để ra chẳng lìa khỏi, do chấp trước nên có pháp hư vọng có không. Này Đại Tuệ, như ngoài đạo nói 12 nhân duyên, có từ nhân sinh ra, chẳng từ nhân sinh ra, nghĩa này cũng như vậy. Bồ Tát Đại Tuệ bạch Bạch Thế Tôn, nếu thấy pháp mê hoặc như huyễn thì pháp mê hoặc này khác với mê hoặc. Vì pháp mê hoặc có thể sinh ra pháp, Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ,
Này đại tuệ, chẳng phải pháp mê hoặc sinh ra lỗi lầm phiền não. Này đại tuệ, nếu chẳng phân biệt pháp mê hoặc thì chẳng sinh ra các lỗi lầm. Lại nữa, này đại tuệ, tất cả pháp huyễn nương vào công sức người chú thuật mà sinh ra, chẳng phải tự âm phân biệt phiền não mà sinh ra. Vậy nên này đại tuệ, pháp mê hoặc kia chẳng sinh ra các lỗi lầm, chỉ là người ngu si thấy pháp mê hoặc. Này đại tuệ, phàm phu ngu si chấp trước việc hư vọng vi tế mà sinh ra các lỗi lầm, chẳng phải là bậc thánh. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: chẳng thánh chẳng thấy mê hoặc, thế gian cũng không thật. Mê hoặc tức là thật, pháp thật, ác mê lầm. Xa lìa các mê hoặc, nếu có tướng phát sinh, tức đó là mê hoặc chẳng tịnh như ngăn che. Lại nữa, này đại tuệ, ông chẳng nên nói huyễn là không, nên tất cả các pháp cũng không như huyễn. Bồ Tát đại tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, phải chấp trước các pháp tướng như huyễn nên nói rằng các pháp như huyễn, phải chấp trước tướng các pháp điên đảo nên nói rằng các pháp hư huyễn. Bạch Thế Tôn, nếu chấp trước các pháp tướng như huyễn thì Thế Tôn chẳng nên nói rằng tất cả pháp đều như tướng huyễn. Nên nếu chấp trước các pháp tướng điên đảo nên nói như huyễn thì chẳng nên nói rằng tất cả pháp như huyễn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, sắc có đủ vô số nhân tướng để thấy, không có nhân khác để sắc có các tướng có thể thấy như huyễn. Vậy nên chẳng nên nói rằng chấp trước các pháp tất cả đều như huyễn. Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ: chẳng phải gọi chấp trước đủ loại pháp tướng thì nói rằng các pháp tất cả đều như huyễn. Này đại tuệ, các pháp điên đảo diệt mau chóng như ánh chớp nên nói như huyễn. Tất cả các pháp ví như ánh chớp, chợt thấy liền mất mà phần vô chẳng thấy. Tất cả các pháp cũng lại như vậy, do tự tâm phân biệt đồng tướng dị tướng của tất cả pháp, do chẳng thể quan sát nên chẳng thấy như thật, do vọng chấp sắc pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: chẳng thấy sắc và pháp, nói rằng pháp không huyễn, nên chẳng trái trên dưới ta nói tất cả pháp chẳng thấy có bản tánh như huyễn không thể sinh. Bồ Tát đại tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói các pháp chẳng sinh, rồi lại nói rằng như huyễn, theo lời nói trước sau của Thế Tôn về tự tướng không trái sao? Do Đức Như Lai nói tất cả pháp chẳng như huyễn. Đức Phật bảo: Này đại tuệ, ta nói tất cả pháp chẳng sinh, như huyễn thì chẳng thành ra trước sau có sự trái lỗi nhau. Vì sao? Vì tất cả phàm phu ngu si chẳng thấy pháp sinh và pháp chẳng sinh, chẳng thể hay biết tự tâm có không, pháp bên ngoài có không. Vì sao? Do chẳng thể thấy các pháp chẳng sinh. Này đại tuệ, như vậy ta nói các pháp trước sau không có trái nhau. Này đại tuệ, ta ngăn ngoại đạo kiến lập nghĩa nhân quả chẳng tương đương, vậy nên ta nói các pháp chẳng sinh. Này đại tuệ, tất cả ngoại đạo tụ tập lại và nói như vậy: từ nơi có không sinh ra tất cả các pháp. Họ chẳng nói do tự tâm phân biệt chấp trước nhân duyên mà sinh ra. Này đại tuệ, ta nói các pháp cũng có cũng chẳng sinh, không cũng chẳng sinh, vậy nên ta nói các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Này đại tuệ, ta nói tất cả các pháp có là để giúp đỡ các đệ tử, khiến cho họ biết hai pháp, những gì là hai: một, giữ gìn các thế gian; hai, vì giúp đỡ cho các đoạn kiến. Vì sao? Vì đương theo nghiệp nên có đủ thứ nhân sinh ra trong sáu đường, vậy nên ta nói rằng có các pháp giữ gìn thế gian. Này đại tuệ, ta nói tất cả pháp như huyễn là vì khiến cho tất cả phàm phu ngu si rốt cùng có thể lìa khỏi tự tướng độc tướng. Do tâm các phàm phu ngu si chấp trước nên rơi vào tà kiến, do chẳng biết thể biết, chỉ là tự tâm thấy hư vọng, khiến cho lìa khỏi sự chấp trước nơi pháp nhân duyên sinh. Vậy nên ta nói tất cả các pháp như huyễn, như mộng, không có thật thể. Vì sao? Vì nếu chẳng nói như vậy thì phàm phu ngu si chấp tâm tà kiến, lừa dối tự thân và cả người khác, lìa khỏi sự thấy như thật đối với tất cả pháp. Này đại tuệ, làm sao trụ ở sự thấy như thật là có thể nhập tự tâm thấy các pháp như vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: như ông nói các pháp tất cả đều chẳng sinh là che bai nhân quả, như thật thấy chẳng sinh, ta nói có pháp sinh. Giữ gìn các thế gian, thấy các pháp như huyễn, chẳng chấp tướng các kiến. Lần nữa Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát đại tuệ:
Này đại tuệ, ta nay vì các đại Bồ Tát nói về danh cố tự thân tướng, để các Bồ Tát hiểu biết về danh cố tự thân tướng mà nương theo danh cố tự thân tướng mà chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng đắc Bồ đề rồi, các Bồ Tát vì chúng sinh nói về danh cố tự tướng. Bồ Tát đại tuệ bạch: Hay thay bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn giảng nói. Này đại tuệ, thế nào là danh nhân thân? Là nương theo những pháp gì tạo ra tên gọi? Danh thân và sự vật có tên khác nhau nhưng nghĩa là một. Này đại tuệ, danh này ta nói là danh thân. Này đại tuệ, thế nào là cứu thân? Là việc nghĩa quyết định thấy được nghĩa rốt ráo, đó gọi là ta nói cứu thân. Này đại tuệ, thế nào là chữ thân? Là văn cứu rốt ráo. Lại nữa, danh thân là nương vào những pháp gì để phân biệt rõ danh cứu, có thể biết rõ hình tướng của mình? Này đại tuệ, cứu thân là gọi văn cứu, sự việc rốt ráo vậy. Này đại tuệ, danh thân là gọi những chữ từ tên gọi sai biệt, như từ chữ A cho đến chữ H gọi là danh thân. Này đại tuệ, chữ thân gọi là gọi tiếng dài ngắn, âm vận cao thấp nên gọi là tự thân. Này đại tuệ, cứu thân là gọi đường đi, dấu vết như đường đi, dấu vết của người, voi, ngựa, các loài thú được gọi là thú, là cứu. Này đại tuệ, danh tự gọi là gọi bốn ấm không sắc, đương vào danh mà tự nói. Này đại tuệ, tướng danh tự là gọi khả năng phân biệt rõ tướng của danh tự, đó gọi là danh cố tự thân tướng. Như vậy danh cố tự tướng ông nên học và giải nói cho người khác. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Danh thân cùng cố thân và tự thân sai biệt, phàm phu ngu chấp trước như voi chìm xuống bùn. Lời nữa, này đại tuệ, trong đời vị lai, người không trí tuệ do tâm tà kiến, chẳng biết pháp như thật, nên do luận thế gian mà tự cho là người trí. Người có trí hỏi pháp như thật, liệt hỏi tướng tà kiến, một khác đồng chẳng đồng mà người ngu kia nói như vậy. Phải hỏi chẳng phải là chẳng phải hỏi chánh niệm, gọi các pháp sắc là thường vô thường, là một là khác. Như vậy niết bàn là hữu vi, các hành là một là khác, năng kiến sở kiến trong tướng là một là khác, tác giả sở tác là một là khác, sắc hương vị xúc trong bốn đại là một là khác, năng kiến sở kiến là một là khác, viên bùn vi trần là một là khác, sự hiểu biết của người trí là một là khác, thứ tướng thứ lớp thường thường vô ký thường thường. Như vậy để đáp rằng Đức Phật nói như vậy thì đó là bài bản ta. Là đại tuệ, ta chẳng nói pháp như vậy chỉ vì ngăn chặn ngoại đạo và người tà kiến nói. Vì sao này đại tuệ? Vì ngoại đạo nói thân tức mạng, thân khác mạng khác. Những pháp như vậy mà ngoại đạo nó đã nói chính là pháp vô ký. Này đại tuệ, ngoại đạo mê mờ đối với nghĩa nhân quả, vậy nên vô ký chẳng phải trong pháp của ta gọi là vô ký. Này đại tuệ, trong Phật pháp của ta lìa khỏi tưởng năng kiến, sở kiến hư vọng, tâm không phân biệt, vậy nên trong pháp của ta không có trí đáp. Các ngoại đạo chấp trước sở thủ năng thủ mà chẳng biết, chỉ là tự tâm thế chấp thấy pháp. Vì những người đó nên ta nói rằng có bốn loại hỏi pháp vô ký trí đáp, chẳng phải ở trong pháp của ta. Này đại tuệ, các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri vì các chúng sinh có bốn loại lời để nói pháp. Này đại tuệ, vì đúng thời nên ta nói pháp như vậy. Vì chúng sinh căn chưa thành thục, chẳng phải vì chúng sinh căn thuần thục, vậy nên ta nói nghĩa của trí đáp. Lại nữa, này đại tuệ, tất cả các pháp nếu lìa khỏi người tạo tác và nhân thì chẳng sinh. Do không có người tạo tác nên ta nói các pháp chẳng sinh. Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, tất cả các pháp không có thể tướng. Bồ Tát đại tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả các pháp không có thể tướng? Đức Phật bảo: Này đại tuệ, vì tự trí quán sát tự tướng đồng tướng của tất cả các pháp mà chẳng thấy các pháp, vậy nên ta nói tất cả các pháp không có thể tướng thật. Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, tất cả các pháp cũng không có tướng chấp giữ. Bồ Tát đại tuệ bạch: Và Thế Tôn, do nghĩa gì mà tất cả các pháp cũng không có tướng chấp giữ? Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, do tự tướng đồng tướng không có các pháp, không có pháp có thể chấp giữ, nên ta nói không có pháp chấp giữ.
Đức Phật bảo, nơi đại tuệ tất cả các pháp cũng không có tướng xả. Bồ Tát đại tuệ bạch, Bạch Thế Tôn, vì sao các pháp cũng không tướng xả? Đức Phật bảo, nơi đại tuệ quán sát pháp từ tướng động tướng thì không có pháp để có thể bỏ. Vậy nên ta nói, tất cả pháp cũng không có tướng xả. Đức Phật lại bảo, này đại tuệ, các pháp chẳng diệt. Bồ Tát đại tuệ bạch, Bồ Tát Tôn, vì sao tất cả các pháp chẳng diệt? Đức Phật bảo, này đại tuệ, quan sát tự tướng đồng tướng của tất cả pháp không có thể tướng, vậy nên ta nói các pháp chẳng diệt. Đức Phật lại bảo, này đại tuệ, các pháp vô thường. Bồ Tát đại tuệ bạch, Bồ Tát Tôn, vì sao tất cả các pháp vô thường? Đức Phật bảo, này đại tuệ, tất cả các pháp luận vô thường mà tưởng là thường, vì chẳng sinh ra tướng, vậy nên ta nói các pháp vô thường. Lời nữa, này đại tuệ, ta nói tất cả các pháp vô thường. Bồ Tát đại tuệ bạch, Bồ Tát Tôn, vì sao nói tất cả các pháp vô thường? Đức Phật bảo, này đại tuệ, do tướng chẳng sinh, do chẳng sinh ra thể tướng nên luôn vô thường, vậy nên ta nói các pháp vô thường. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ, ký luận có bốn loại: trực đáp, phản chất đáp, phân biệt đáp, trí đáp, để chế ngự ngoại đạo, hữu và phi hữu sinh. Thế sư Tăng Khư Kỳ nói rằng đều vô ký. Họ nói lời như trên. Người chánh trí quán sát tự tánh chẳng nắm bắt, vậy nên chẳng thể nói và nói không thể tướng. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ Bạch, Bạch Thế Tôn, nguyện sẽ Thế Tôn về chúng con nói về tướng sai biệt và những hạnh của Tu Đà Hoàng để con và tất cả Đại Bồ Tát biết rõ tướng tu hành của Tu Đà Hoàng, rồi được biết như thật về Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mà sẽ như vậy, như vậy. Và chúng sinh giải nói, chúng sinh nghe rồi thì nhập vào hai tướng vô ngã thanh tịnh hai chướng, tôi lớp tiến lên đạt được địa, tôi thủ thắng của địa, đạt được cảnh giới tu hành chẳng thể nghĩ bài của Như Lai. Bồ Tát đạt được chỗ tu hành rồi thì như ngọc báu vô ý, tùy theo ý niệm thọ dụng cảnh giới và sự vận hành thân miện ý của chúng sinh. Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, hay thay này đại tuệ, hay thay, ông hãy lắng nghe, lắng nghe. Ta nay vì ông giảng nói. Bồ Tát đại tuệ bạch, hay thay Bạch Thế Tôn, con xin nghe nhận. Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, này đại tuệ, Tu Đà Hoàng có ba quả sai biệt. Bồ Tát đại tuệ hỏi, những gì là ba? Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, đó gọi là hạ trung thượng. Này đại tuệ, sao gọi là hạ Tu Đà Hoàng? Nghĩa là nghĩa là bảy lần trở lại thọ sinh trong ba cõi. Này đại tuệ, sao gọi là trung? Nghĩa là ba lần sinh hay năm lần sinh lại, sinh trở lại rồi nhập niết bàn. Này đại tuệ, sao gọi là thượng? Nghĩa là một lần sinh trở lại rồi nhập niết bàn. Này đại tuệ, bậc ba bậc tu đạo hành này luôn có ba loại cách xử, gọi là thượng, trung, hạ. Này đại tuệ, những gì là ba cách xử? Là thân kiến, nghi, giới, cấm thủ. Vượt lên trên ba cách thứ cách xử đó thì đạt được quả A-la-hán. Này đại tuệ, thân kiến có hai thứ, những gì là hai? Một là câu sinh, hai là hư vọng phân biệt mà sinh, như pháp nhân duyên phân biệt. Này đại tuệ, ví như nương theo các pháp tướng nhân duyên hư vọng phân biệt mà sinh ra thật tướng. Trong pháp nhân duyên đó chẳng phải có, chẳng phải không, do phân biệt có, không nên chẳng phải là thật tướng. Và phu ngu si chấp trước đủ loại pháp tướng, như các loài cầm thú thấy loáng nắng mà chấp chữ cho là nước. Này đại tuệ, đó gọi là Tu Đại Hoàng phân biệt thân kiến. Vì sao? Vì do không có trí mà từ đời vô thủy đến nay hư vọng chấp chữ tướng. Này đại tuệ, thân này thấy có bẩn, thấy được nhận vô ngã thì mới có thể xa lìa. Này đại tuệ, sao câu sinh là thân kiến của Tu Đại Hoàng? Là đều chấp thân mình, thân người khác, bốn ấm của hai thân kiến đó, khi sinh ra sắc ấm ở vô sắc thì nương vào bốn đại và bốn trần. Nhân duyên đó, đây hòa hợp sinh ra sắc mà Tu Đà Hoàng đã biết thì có thể sẽ liền tại kiến có không, đoạn trừ thân kiến, đoạn thân kiệt rồi chẳng sinh lòng thêm. Này đại tuệ, đó gọi là tướng thân kiến của Tu Đà Hoàng. Này đại tuệ, sao gọi là tướng nghi của Tu Đà Hoàng? Nghĩa là được chứng pháp thiện, thấy tướng rồi thì trước tiên đoạn trừ thân kiến và tâm phân biệt dị kiến, và nên ở trong các pháp chẳng sinh tâm nghi, là chẳng sinh tâm đối với những cái bậc tôn kính khác, do vì tưởng bậc tôn kính là tịnh hay bất tịnh. Này đại tuệ, đó gọi là tướng nghi của Tu Đà Hoàng.
Này đại tòa sao gọi sao là tướng giới thủ của tòa đại hành, nghĩa là thấy rõ tướng khổ của chỗ thọ sinh và nên chẳng chấp giữ giới tướng. Này đại tòa, giới thủ nghĩa là các phàm phu trì giới tinh tấn làm một số điều lành để cầu cả giới an vui sinh trong các cõi trời. Bậc tu đại hoàng kia chẳng chấp thủ tướng này mà chỉ chấp giữ nội chứng tự thân, hồi hướng tiến đến chỗ thù thắng hơn, để khỏi các vọng tưởng tu giới phần vô lậu. Này đại tuệ, đó gọi là tướng giới thủ của tu đại hoàng. Vì vậy tu đại hoàng bác có sự phiền não xa lìa tam sân si. Bậc Bồ Tát đại tuệ bạch bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói mọi người nhiều tham, tu đại hoàng liệu gọi những tham gì? Đức Phật bảo, này đại tuệ, tu đại hoàng xa lìa việc cùng với nữ nhân hòa hợp, chẳng vì niềm vui hiện tại mà gieo nhân khổ vị lai, xa lìa đánh đập, than thở, ôm ấp, liếc nhìn. Này đại tuệ, tu đại hoàng chẳng sinh lòng tham như vậy. Vì sao? Vậy đã được tam muội lạc hạnh. Này đại tuệ, tu đại hoàng xa lìa những sự tham như vậy, chẳng phải lìa khỏi tam niết bàn. Này đại tuệ, sao là quả tướng của tu đại hàm, nghĩa là một lần trở lại là thấy sắc tướng khởi tâm hiện tiền, chẳng phải thấy do tưởng hư vọng phân biệt. Do thấy rõ tướng thiền tu hành, một lần trở lại thế gian liền đoạn hết khổ, được nhập niết bàn, đó gọi là tu đại hàm. Này đại tuệ, tướng a la hàm là gì? Nghĩa là ở trong sắc tướng quá khứ hiện tại vị lai sinh ra tâm có không, do kiến giải khiến tâm hư vọng phân biệt, nhưng cái cách xử chẳng sinh chẳng tái sinh nên gọi là a la hàm. Này đại tuệ, a tướng a la hán là gì? Nghĩa là chẳng sinh ra tư duy phân biệt cái có thể tư duy, tâm phân biệt về lực tam muội giải thoát thần thông phiền não khổ, đó gọi là a la hán. Bồ Tát đại tuệ bạch Bạch Thế Tôn, nói về ba bậc a la hán thì đây nói những la hán nào gọi là a la hán? Xin Thế Tôn vì con nói về la hán chắc chắn được tịch diệt. La hán vì căn lành phát nguyện bồ đề mà quên mất căn lành, la hán vì hóa độ nên ứng hóa. Đức Phật bảo, này đại tuệ, tại vì ông nói về thành văn la hán chắc chắn được tịch diệt, chẳng phải la hán khác. Là đại tuệ, la hán khác là gọi người từng tu hành hạnh bồ tát đã có ứng hóa Phật đã hóa ra la hán, do lực phương tiện căn lành của nguyện xưa nên hiện đã ở các cõi Phật sinh ra trong đại chúng, làm đăng nghiêng đại hội của chư Phật vậy. Này đại tuệ, các vị ấy phân biệt quá khứ vị lai nói đủ mọi việc, sẽ là quả chứng có thể tư duy về năng lực và năng tư duy sở tư duy, do thấy tự tâm vì thấy sở kiến nói chứng đắc quả tướng. Lời nữa, này đại tuệ, nếu tu đà hoàng khởi tâm như vậy, đây là ba kiến, ta liền khỏi ba kiến thì đó gọi là chấp ba pháp rơi vào thân kiến. Người đó nếu như vậy thì chẳng liền khỏi ba kiến. Là đại tuệ, về nên tu đà hoàng chẳng khởi tâm như vậy. Là nếu này đại tuệ, nên muốn xa lìa thiền vô lượng vô sắc giới thì nên phải xa lìa kiến tướng nơi tự tâm, xa lìa thiệu tướng tướng tịch diệt định tam ba bậc đề. Là đại tuệ, nếu chẳng như vậy thì tâm bồ tát kia thấy các pháp do chỉ có tâm. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ những thiền bốn vô lượng vô sắc tam ba đề thiệu tướng tịch diệt định tất cả tâm vốn không. Nghịch lưu tu vô lậu và một lần tái sinh vãng lai và bất hoại, la hán tâm mê đắm tư khả tư năng tư sẽ lìa thấy chân đế, chỉ là tâm hư vọng biết rõ được giải thoát. Lời nữa, này đại tuệ, có hai loại trí, những gì là hai? Một, trí quan sát, và hai là trí hư vọng phân biệt chấp giữ tướng. Này đại tuệ, trí quan sát là gì? Là những trí nào quan sát tất cả thể tướng của các pháp, đều phải bốn pháp thì không có pháp có thể nắm bắt, đó gọi là trí quan sát. Này đại tuệ, bốn pháp là gì? Là một khác đồng chẳng đồng, đó gọi là bốn pháp. Này đại tuệ, nếu liệt khỏi bốn pháp thì tất cả pháp chẳng thể nắm bắt. Này đại tuệ, nếu muốn quan sát tất cả pháp thì phải đứng vào bốn pháp mà quan sát các pháp. Này đại tuệ, trí hư vọng phân biệt chấp giữ tướng, nghĩa là chấp trước tướng hư vọng phân biệt của bốn đại như cứng nóng ẩm ướt chuyển động, là chấp trước tướng kiến lập nhân thí dụ mà kiến lập pháp chẳng phải thật lấy làm thật. Này đại tuệ, đó gọi là trí hư vọng phân biệt chấp trước tướng, đó gọi là hai loại trí tướng. Này đại tuệ, các đại bồ tát biết tường tận hai tướng này, tiến đến tướng vô ngã của pháp, biết rõ tướng điển hạnh của trí chân thật,
Biết được rồi, Bồ Tát liền đạt được sơ địa, từ trong tam muội nương vào lực tam muội thấy trăm đức Phật, thấy trăm mười vị Bồ Tát, có thể biết sự việc trong trăm kiếp quá khứ, trong kiếp vị lai, chiếu soi trong giới thế giới chư Phật. Chiếu soi trong thế giới Phật rồi, Bồ Tát biết rõ tướng trí thường thượng của các địa, rồi do lực bản nguyện nên Bồ Tát có thể tinh tấn thể hiện đủ mọi thần thông ở trong pháp phân địa, nương theo mưa pháp được thọ ký quả vị, chứng được Như Lai nội cứu cánh pháp thân trí tuệ địa, nương theo sự biến chuyển biến của 10 căn lành vô lượng vì giáo hóa chúng sinh mà ứng hóa đủ thứ, từ thân thì đủ loại ánh sáng do được niềm vui của tam muội tu hành chứng trí. Lại nữa, này đại tuệ, Đại Bồ Tát nên biết rõ tướng bốn đại già bốn trần. Này đại tuệ, thế nào gọi là Bồ Tát biết tướng bốn đại và bốn trần? Này đại tuệ, đại Bồ Tát nên tu hành như vậy, sự gì nó là thật nghĩa là không có xứ sở của bốn đại, quán sát bốn đại sau này chẳng sanh ra. Quán sát vậy rồi là khởi ý niệm này, nó quán sát là chỉ tự tâm thấy, biết rõ hư vọng do thấy trần cảnh bên ngoài không có vật chất, chỉ là tâm phân biệt danh tự mà thấy, sao dễ gọi là ba cõi bị liệt khỏi tướng bốn đại và tướng bốn trần. Thế như vậy rồi, liệt khỏi bốn kiến chấp, thấy pháp thanh tịnh, liền ngã và ngã sở, trụ ở trong pháp tự tướng như thật. Là đại tuệ nên trụ ở trong pháp tự tướng như thật, nghĩa là trụ ở trong pháp tự tướng để kiến lập pháp vô sinh. Này đại tuệ, ở trong bốn đại làm sao có bốn trần? Này đại tuệ, là vọng tưởng phân biệt mềm mại ấm ức thấm nhuần mà sinh ra thủy đại trong ngoài. Này đại tuệ, vọng tưởng phân biệt ấm áp tăng trưởng mà sinh ra hỏa đại trong ngoài. Này đại tuệ, vọng tưởng phân biệt tướng chuyển động nhẹ nhàng mà sinh ra phong đại trong ngoài. Này đại tuệ, vọng tưởng phân biệt có tướng cứng mà sinh ra địa đại trong ngoài. Này đại tuệ, vọng tưởng phân biệt hư không vùng trong ngoài mà sinh ra tướng trong ngoài, do chấp trước tà kiến hư vọng trong ngoài mà nó ấm nhắm hợp bốn đại và bốn trần sinh ra. Đức Phật bảo, này đại tuệ, tôi có thể chấp trước đủ các cảnh giới, ưa tìm cầu cõi khác, chấp giữ cảnh giới kia. Này đại tuệ, bốn đại có bốn gọi là sắc hương vị xúc. Này đại tuệ, bốn đại không nhân, vì sao? Vì là hình tướng tự thể của đất dài ngắn chẳng sinh ra tướng của bốn đại. Này đại tuệ, nếu theo hình tướng lớn nhỏ dung mạo trên dưới mà sinh ra các pháp, chẳng đi khỏi hình tướng lớn nhỏ dài ngắn mà có pháp. Vậy nên, này đại tuệ, ngoài đạo hư vọng phân biệt bốn đại và bốn trần, chả phải trong ngã pháp như sự phân biệt này. Là nữa, này đại tuệ, ta vì ông nói thể tướng của năm ấm. Này đại tuệ, tướng năm ấm là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức. Là đại tuệ, bốn ấm không sắc tướng là thọ tưởng hành thức. Là đại tuệ, sắc nương vào bốn đại sinh ra tướng bốn đại, mỗi một đều chẳng đồng. Này đại tuệ, pháp không có sắc tướng giống như hư không thì làm sao được thành bốn loại số tướng? Này đại tuệ, với như hư không liệt khỏi số tướng mà hư vọng phân biệt, đây là hư không. Này đại tuệ, số tướng của ông lìa khỏi các tướng, lìa khỏi tướng có không, lìa khỏi bốn tướng, phàm vô ngu si nói các số tướng chẳng phải là thánh nhân. Này đại tuệ, ta nói các tướng như huyễn, đủ loại hình tướng, sao là tướng một tướng khác, nếu theo giả danh mà nói theo hình tượng trong gương, như giấc mộng chẳng lìa khỏi đối tượng tương tự. Này đại tuệ, như bậc thánh trí tu hành phân biệt thấy năm ấm là hư vọng. Này đại tuệ, đó gọi là năm ấm không có thể tướng năm ấm. Này đại tuệ, ông này nên lìa khỏi tướng hư vọng phân biệt như vậy, lìa khỏi như vậy rồi, vì các Bồ Tát nói pháp không tịch, lìa các pháp tướng để ngăn các tướng kiến chấp của ngoại đạo. Này đại tuệ, nói pháp tịch tịnh được chứng tướng vô ngã thanh tịnh, tu nhập viễn hành địa và viễn hành địa rồi đạt được vô lượng tam muội, tự tại sinh ra thân như ý, do được tam muội các pháp như huyễn, do được lực thần thông tự tại nên tùy theo tất cả chúng sinh tự tại sử dụng như đại địa. Này đại tuệ, ví như đại địa tất cả chúng sinh tùy ý sử dụng. Này đại tuệ, đại bồ tát theo sự sử dụng của chúng sinh cũng là như vậy. Là nữa, này đại tuệ, ngoại đạo nói có bốn loại niết bàn. Những gì là bốn? Một, tự thể tướng niết bàn. Hai, chủng chủng tướng hữu vô niết bàn. Ba, tự giác thể hữu vô niết bàn. Bốn, chư ấm tự tướng đồng tướng đoạn tương tục thể niết bàn.
Này đại tuệ đó gọi là bốn loại niết bàn của ngoại đạo, chẳng phải điều ta nói. Này đại tuệ, điều ta nói là thế cảnh giới hư vọng mà thức phân biệt diệt gọi là niết bàn. Bồ Tát đại tuệ bạch Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn là chẳng nói có tám thức sao? Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, ta nói có tám thức. Bồ Tát đại tuệ bạch Bạch Thế Tôn, nếu Đức Thế Tôn nói có tám thức thì sao? Chỉ nói là ý thức chuyển diệt mà chẳng nói bảy thức chuyển diệt. Đức Phật bảo này đại tuệ, do nương theo ý niệm kia quan sát là có nên chuyển thức diệt thì bảy thức cũng diệt. Lại nữa này đại tuệ, ý thức chấp giữ nắm giữ sinh ra cảnh giới, sinh ra rồi huân tập mọi thứ, tăng trưởng hay là gia thức, cùng với ý thức lìa tướng ngã và sợ ngã, chấp trước hư vọng rộng không mà sinh ra phân biệt. Này đại tuệ, tướng của hai thức đó không sai biệt, do nương theo nhân của Aleya thức quan sát tự tâm thế cảnh mà vọng tưởng chấp trước sinh ra đủ thứ tâm, giống như buộc tre đắp đổi cùng làm nhân, do sóng biển cả, do tự tâm thế cảnh giới đó gió gió thổi mà có sinh diệt. Vậy nên là đại tuệ, ý thức chuyển diệt thì bản thức chuyển diệt. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ, ta chẳng chấp niết bàn, chẳng bỏ tướng tạo tác chuyển diệt tâm hư vọng, nó nói chứng niết bàn, nương nhân và niệm nên ý đến các cảnh giới, thức cùng tâm làm nhân đối tượng nương của thức. Như dòng nước khô cạn thì sóng chẳng khởi dậy, như ý thức diệt tan các thức chẳng sinh nữa. Lần nữa này đại tuệ, ta đã vì ông nói tướng sẽ bị hư vọng phân biệt pháp thể. Ông và các đại Bồ Tát khi phân biệt biết tướng sẽ bị pháp thể hư vọng, liền khỏi pháp phân biệt và đối tượng phân biệt, biết rõ pháp trong thân để tu hành, xa lìa cảnh giới năng thủ sở thủ của ngoại đạo, xa lìa thể tướng của đủ thứ pháp nhân duyên hư vọng phân biệt, xa lìa rồi thì chẳng còn tướng phân biệt hư vọng. Tướng hư vọng phân biệt pháp thể sai biệt là gì? Này đại tuệ, tướng hư vọng phân biệt tự thể sai biệt có 10 loại, 2 loại. Những gì là 12? 1. Ngôn ngữ phân biệt. 2. Khả tri phân biệt. 3. Tướng phân biệt. 4. Nghĩa phân biệt. 5. Thật thể phân biệt. 6. Nhân phân biệt. 7. Kiến phân biệt. 8. Kiến lập phân biệt. 9. Sinh phân biệt. 10. Bất sinh phân biệt. 11. Hòa hợp phân biệt. 12. Chuyển bất phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là tướng phân biệt tự thể, tướng pháp sai biệt. Này đại tuệ, ngôn ngữ phân biệt nghĩa là ưa chấp trước âm thanh hay của đủ loại ngôn ngữ. Này đại tuệ, đó gọi là ngôn ngữ phân biệt. Này đại tuệ, khả tri phân biệt nghĩa là khởi sự suy nghĩ này, nếu nên có tướng thật sự của pháp trước, thế nhân tu hành biết nương theo pháp đó mà sinh ra ngôn ngữ phân biệt, như vậy gọi là khả tri phân biệt. Này đại tuệ, tướng phân biệt nghĩa là trong cảnh giới có thể biết chấp đủ thứ tướng như nóng, ẩm ướt, chuyển động, cứng chắc, cho là thật như loáng nắng giữa hư không mà các loài cầm thú nhìn thấy, khởi tưởng cho là nước. Này đại tuệ, đó gọi là tướng phân biệt. Này đại tuệ, nghĩa phân biệt nghĩa là ưa thích vàng bạc, đối thức cảnh giới thật. Này đại tuệ, đó gọi là nghĩa phân biệt. Này đại tuệ, tự thể phân biệt nghĩa là chuyên nghĩa về hình tướng tự thể của pháp. Pháp này như vậy chẳng khác, chẳng phải chánh kiến mà thấy phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là tự thể phân biệt. Này đại tuệ, nhân phân biệt nghĩa là những loại nhân gì, những loại duyên gì, là nhân liễu biệt có không, tướng sinh ra, tướng liễu biệt. Này đại tuệ, đó gọi là nhân phân biệt. Này đại tuệ, tư kiến phân biệt nghĩa là có không, một khác, đồng chẳng đồng, mà ngoài đại tại kiến chấp trước phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là kiến phân biệt. Này đại tuệ, kiến lập phân biệt nghĩa là chấp thủ tướng của ngã, ngại sở, nói pháp hư vọng. Này đại tuệ, đó gọi là kiến lập phân biệt. Này đại tuệ, sinh phân biệt nghĩa là nương theo mọi duyên có không trong pháp mà sinh tâm chấp trước. Này đại tuệ, đó gọi là sinh phân biệt. Này đại tuệ, bất sinh phân biệt nghĩa là tất cả các pháp từ sẽ đến đây chẳng sinh, do vốn không mà đưa vào nhân duyên, có nên không có nhân quả. Này đại tuệ, đó gọi là vô sinh phân biệt. Này đại tuệ, hòa hợp phân biệt nghĩa là những pháp nào hòa hợp như sợi vàng hợp lại, những pháp nào hòa hợp như sợi vàng hòa hợp. Này đại tuệ, đó gọi là hòa hợp phân biệt. Này đại tuệ, bất phược phân biệt nghĩa là nhân của trói buộc chấp trước, những đối tượng bị trói buộc. Này đại tuệ, những người phương tiện thắt dây làm nút, thắt rồi lại mở ra. Này đại tuệ, đó gọi là phược bất phược phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là tướng sai biệt, hư vọng phân biệt pháp thể, tất cả phàm phu chấp trước có không,
nên chấp trước đủ thứ nhân duyên của pháp tướng. Vậy nên này đại tuệ, tướng phân biệt pháp thể sẽ biệt thấy đủ thứ pháp, chấp trước làm thật, như nương vào huyễn thấy đủ mọi việc mà làm phàm mà phàm phu phân biệt biết khác với huyễn, do là có pháp như vậy. Này đại tuệ, ta ở trong vô số pháp chẳng nói gì khác với huyễn, cũng chẳng phải chẳng khác. Vì sao? Mà nếu huyễn khác với đủ loại pháp khác thì chẳng nên nhân duyên mà sinh ra đủ loại. Nếu huyễn tức là đủ mọi pháp thì chẳng nên thấy khác, đây là huyễn, đây là đủ loại mà thấy sai biệt. Vậy nên ta nói chẳng khác, chẳng phải, chẳng khác. Vậy nên này đại tuệ, ông và những đại bồ tát chớ phân biệt huyễn có thật hay không có thật. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: tâm nương buộc cảnh giới, tri giác theo cảnh sinh, nơi thù thắng tịch mịch, trí tuệ bình đẳng sinh, vọng tưởng phân biệt có với duyên pháp thì không, chấp hư vọng mê loạn, chẳng biết lực khác sinh, đủ loại pháp duyên sinh, là huyễn chẳng chân thật. Kia có độ tối tưởng, vọng phân biệt chẳng thành, tưởng kia chính là lỗi, đều từ tâm buộc sinh. Người ngu si không trí, phân biệt pháp nhân duyên. Cái thể vọng tưởng ấy chính là pháp duyên khởi. Vọng tưởng có đủ loại phân biệt trong mọi duyên. Thế đế đệ nhất nghĩa, thứ ba không nhân sinh. Vọng tưởng nói thế đế, đoạn cảnh giới thánh nhân. Ví như người tu hành một việc thấy vô số, pháp kia không đủ loại, tướng phân biệt như vậy. Như mắt che mọi thứ, vọng tưởng thấy các sắc, ngăn vô sắc phi trắc, vô trí chấp pháp ấy. Như vàng ròng lìa bẩn, như nước lìa bùn đục, như hư không sạch mây. Chân pháp tịnh cũng vậy, không có pháp vọng tưởng, nhân duyên pháp cũng không, chấp có phủ nhận không, quán phân biệt thì thấy. Vọng tưởng nếu không chân, pháp nhân duyên nếu thật, lìa nhân nên sinh pháp, thật pháp sinh ra thật pháp. Nhân hư vọng gọi pháp, thấy các nhân duyên sinh, danh tưởng chẳng lìa nhau, như vậy hư vọng sinh. Hư vọng vốn không thật thì vượt các vọng tưởng, về sau biết thanh tịnh, đó gọi là đệ nhất nghĩa. Vọng tưởng có 12 duyên pháp, có 6 loại cảnh giới chứng nội thân không hề có sai biệt. 5 pháp là chân thật, và 3 loại cũng vậy. Người tu hành hành này chẳng lìa khỏi chân dương. Cái tưởng về chân chuyên gọi pháp đó phân biệt. Những tướng vọng tưởng ấy từ nhân chuyên kia sinh. Khi quán trí chân thật, không vọng tưởng, không duyên, để giác nghĩa không Phật, làm sao trí phân biệt, để có pháp chân thật, xin lìa khỏi có không. Nếu lìa khỏi có không, làm sao có hai pháp, phân biệt hai pháp thể. Pháp thể nếu có hai, hư vọng thấy đủ thứ, cảnh giới, thánh, thanh tịnh, thấy vô số vọng tưởng trong nhân duyên phân biệt. Nếu có phân biệt khác, thì rơi vào ngoại đạo. Vọng tưởng nói vọng tưởng, nhân, thái hòa hợp sinh, lìa hai loại vọng tưởng, tức là pháp chân thật. Bây giờ Đại Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn vì con nói về tướng tu hành, tự thân nội chứng thánh trí, gia pháp nhất thừa, chẳng nhờ người khác, từ tại đến tất cả các cõi nước Phật, thông đạt Phật Pháp. Lấy Phật Bà Thánh Giả Bồ Tát Đại Tuệ, hay thay này Đại Tuệ, hay thay hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin nghe nhận. Đức Phật bảo: Này đại tuệ, Đại Bồ Tát lìa khỏi pháp danh tự A Hàm, lời nói phân biệt pháp tướng của các luật sư ở chỗ tịch tỉnh, rồi một mình tư duy, tự mình dùng trí tuệ quan sát các pháp, dẫn theo lời dạy người khác, lìa khỏi đủ loại tướng kiến chấp hư vọng, và siêng tu hành nhập và thượng thượng chứng trí của Như Lai Địa. Này đại tuệ, đó gọi là tướng tu hành, tự thân nội chứng thanh trí. Này đại tuệ, là có người tu tướng nhất thừa trong ba cõi. Này đại tuệ, tướng nhất thừa là gì? Là đại tuệ như thật giác ngộ đạo nhất thừa, nên ta gọi là nhất thừa. Này đại tuệ, như thật giác ngộ biết tướng đạo nhất thừa là gì? Nghĩa là chẳng phân biệt cảnh giới, sở thủ năng thủ, chẳng sinh tướng chấp giữa các pháp như vậy, do chẳng phân biệt tất cả các pháp vậy, là đại tuệ, đó gọi là như thật giác ngộ tướng đạo nhất thừa. Này đại tuệ, như vậy giác ngộ tướng đạo nhất thừa mà tất cả ngoại đạo thanh văn với chư Phật Phạm Thiên chưa từng được biết, chỉ trừ ta. Này đại tuệ, vậy nên ta gọi là tướng đạo nhất thừa. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bà Thế Tôn, Thế Tôn vì nhân gì nói tới ba thừa, chẳng nói nhất thừa?
Đức Phật bảo này đại tuệ, thành vô duyên giác, chẳng thể tự biết chứng đắc niết bàn. Vậy nên ta nói chỉ có đạo nhất thừa. Này đại tuệ, do tất cả thanh văn biết Phật kính nhận lời Phật dạy, nhàm chán thế gian tự mình chẳng thể được giải thoát. Vậy nên ta nói chỉ có đạo nhất thừa. Lại nữa này đại tuệ, tất cả thanh văn biết Phật chẳng xa lìa trí chướng, chẳng lìa nghiệp chướng, tập khí phiền não. Vậy nên ta nói chỉ có đạo nhất thừa. Này đại tuệ, thanh văn biết chư Phật chưa chứng pháp vô ngã, chưa thể lìa khỏi, chẳng thể nghĩ bàn biến dịch sinh tử. Vậy nên ta vì các thanh văn đó nên nói đạo nhất thừa. Này đại tuệ, thanh văn biết chư Phật nếu lìa tất cả các lỗi huân tập thì được chứng pháp vô ngã. Bây giờ lìa khỏi các lỗi được tam muội vô lậu, ưa thích pháp giác ngộ rồi tu hành, ra khỏi thế gian, ở trong cõi vô lậu được tất cả công đức do tu hành nên đạt được pháp thân tự tại, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ: chư thiên và phạm chúng, thưa thanh văn chuyên giác, chư Phật Như Lai thừa, ta nói các thừa ấy do tâm có diệt sinh, các thừa chẳng rốt ráo. Nếu tâm đó diệt tận, chẳng có thừa, không thừa, không có thừa sai biệt, ta nói là nhất thừa, dẫn đường cho chúng sinh phân biệt nói các thừa. Giải thoát có ba loại và hai pháp vô ngã, chẳng xa lìa hai, chẳng lìa hai thứ chướng, xa lìa chân giải thoát. Như cây nổi trên biển thường theo sóng xoay chuyển, các thanh văn cũng vậy, trôi nổi theo tướng gió, lìa các tùy phiền não, huân tập buộc phiền não, nắm vị vui tam muội, an trụ cõi vô lậu, không có cõi rốt ráo, cũng lại chẳng thoái lui, được các thân tam muội mê mờ vô lượng kiếp. Như người say mê man, rượu tan rồi mới tỉnh, được Phật thể vô thượng là chân pháp thân ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 4. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cho đền bốn ân nặng chứ có khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe được phát tâm Bồ Đề, phát một báo thân này xin được cõi tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi thuyết giảng đạo sĩ A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.